Xin chào các bạn, cũng khá lâu rồi chúng mình mới lại gặp nhau. Và hôm nay để chuộc lỗi với tất cả các bạn thì Mai Phan sẽ tư vấn và chia sẻ một dòng son mà gần đây mình rất là yêu thích và dùng hàng ngày. Dòng son này có tên là Picky, hàng handmade. Son được làm bằng những hợp chất từ hữu cơ cùng các nguyên liệu thiên nhiên và màu khoáng an toàn, đã được FDA chấp nhận cho cả thị trường mỹ phẩm theo tiêu chuẩn châu Âu và Mỹ. Có tất cả là 10 màu cơ mọi người ạ. Thế nhưng mình sẽ giới thiệu về 5 màu son mà hiện tại mình đang yêu thích. Màu son đầu tiên mình muốn chia sẻ với các chị em. Về màu sắc thì mình rất là ưng, với tông màu tươi tắn trẻ trung phù hợp với nhiều màu da và cũng dễ phối hợp với nhiều màu sắc quần áo trong mùa hè này. Tuy nhiên, điểm trừ cây son này là son không quá bám màu như một số những dòng son kem lì khác. Khi dùng em này hàng ngày thì cứ 5 đến 6 tiếng là mình lại phải thoa son lại một lần rồi. Và tiếp theo sẽ là một màu hồng cực kỳ dễ thương mang tên là Deep Love. Tuy nhiên, cây son này mình cảm thấy độ dưỡng của nó nhiều hơn cây son lúc trước đó mọi người ạ. Khi thoa một lớp mỏng lên môi thì son lên màu hồng có ánh tím nhẹ nhàng, rất là đáng yêu. Và khi mình thoa đậm phun hết viền môi thì son lên chuẩn màu hồng cánh sen. Và độ bám màu thì cực kỳ là chắc nhé, bởi vì mình tẩy trang hoài mà không hết được màu son bám trên môi. Kid Me Tender, cây son có màu đỏ cam rực rỡ, lại là một em có độ hot rất là nóng bỏng, khá là hợp với các nàng đi dạo phố hay đi tắm biển trong mùa hè này đây. Chất son này khá là mướt và khi thoa son lên môi, môi mình cảm giác giống như một lớp collagen căng mượt trên môi vậy đó, rất là mịn và xóa tan hết các rãnh nhăn trên môi của mình. Tuy nhiên, đối với tông màu son này thì các bạn nên make up các nét khác nhẹ nhàng thôi nhé, để phù hợp với màu son nóng bỏng mà các bạn yêu thích. Thậm chí khi dùng màu son như thế này hàng ngày, các bạn có thể không cần phải make up mà da mặt của chúng ta vẫn luôn sáng và có được một gương mặt rạng rỡ. Và chúng ta đến với cây son thứ tư. Thân hình thỏi son giống như màu sô-cô-la rất ấn tượng, nhưng về màu sắc khi tô ra môi thì lại thật là bất ngờ các bạn ạ. Khi chúng ta tô một lớp mỏng nhẹ lên môi, son sẽ ra màu tím nhẹ nhàng. Nhưng khi chúng ta tô phun hết viền môi và kẽ đi kẽ lại 2-3 lần thì lại thấy son lên màu mận chín, tím đỏ rất ấn tượng. Cảm giác khi dùng màu son này giống như mình là một cô gái đầy năng lượng và sẽ làm được tất cả những điều mình yêu thích mọi người ạ. Và chúng ta đến với cây son cuối cùng mà Mai Phan cũng rất là yêu thích, có màu đỏ sexy đầy quyến rũ giống như tên của em ấy vậy. Và chắc hẳn là bạn gái nào cũng phải có một cây son màu đỏ như thế này trong túi của mình phải không nhỉ? Mai Phan cũng vậy, luôn luôn có tới 6 đến 7 cây son trong túi sách hàng ngày cơ. Cho nên mỗi khi đi công việc hay là đi chơi cùng bạn bè, mọi người mà quên son thì cứ tự động lục túi của mình để lựa chọn màu son đấy ạ. Và mình đã chia sẻ xong những tông màu mà mình yêu thích của dòng son này rồi. Hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người có thêm sự lựa chọn về son môi. Các bạn có thể sử dụng son này lâu dài mà không sợ bị thâm môi, bởi các nguyên liệu làm ra thành phần son hoàn toàn từ thiên nhiên, không độc hại và thậm chí có thể ăn được. Đó là ưu điểm của hãng Picky mà mình không thể nào quên được sau thời gian sử dụng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau của mình nhé.